nguyên nhân khó hiểu khiến Việt Nam bị xếp ngang hàng với Campuchia và Lào ở SEA Games năm 2019. Hôm nay thì chủ nhà SEA Games năm 2019 Philippines đã công bố danh sách 4 nhóm hạt giống ở môn bóng đá nam. Cách xếp nhóm dựa trên thành tích của các đội tuyển ở SEA Games năm 2017. Tại giải đấu cách đây 2 năm ở Malaysia, U22 Việt Nam đã được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Sau khi mà thắng tưng bừng 3 trận đầu tiên gặp ở Timor Leste, Campuchia và Philippines, đội U22 Indonesia đã đại bại trước Thái Lan nên bị loại ngay ở vòng bảng. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng ngay sau đó đã tuyên bố từ chức. Việc chia nhóm này theo căn cứ thành tích các đội dự SEA Games năm 2017. Và đó là giải đấu mà U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng. Cũng chính vì thế mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bị xếp ở nhóm cuối cùng với các đội bóng rất yếu là Brunei, Timor Leste và Lào. Điều này đã khiến cho U22 Việt Nam có thể phải nằm trong một bảng đầu khó với các đối thủ mạnh như là Thái Lan, Malaysia lẫn Myanmar. Với tư cách là chủ nhà thì Philippines đã được xếp vào nhóm 1 cùng với đương kim vô địch Thái Lan, Malaysia và Indonesia ở nhóm 2, trong khi Myanmar và Singapore thuộc nhóm 3. Tại SEA Games năm 2019 thì môn bóng đá nam có 11 đội, trong đó thì Thái Lan sẽ nằm ở bảng 6 đội và Philippines sẽ nằm ở bảng 5 đội. Trước đó thì Philippines đã quyết định cho các đội tuyển bổ sung thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi. Điều đó đồng nghĩa với việc lứa cầu thủ như là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn và Duy Mạnh sẽ lại có cơ hội tranh tài tại SEA Games. Đây là những cầu thủ từng cùng với U23 Việt Nam giành huy chương bạc châu Á hồi tháng 1 năm 2018 nhưng đã quá tuổi. Trong đội U22 Việt Nam hiện tại thì có 7 gương mặt đã cùng với đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup năm 2018 hay là vào tứ kết ASEAN Cup năm 2019 là Quang Hải, Đình Trọng, Đức Trinh, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Thành Trung và Tiền Linh. Việc cầu thủ nào được lựa chọn bổ sung cho SEA Games sẽ là do huấn luyện viên Park Hang-seo toàn quyền quyết định. Các nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 30 như sau. Nhóm 1 là Thái Lan và Philippines. Nhóm 2 thì gồm có Malaysia và Indonesia. Nhóm 3, Myanmar và Singapore. Nhóm 4 gồm có Việt Nam, Brunei, Lào, Campuchia và Timor Leste. SEA Games năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 tại Philippines. Bóng đá Việt Nam với SEA Games, 20 năm chỉ một lần lên ngôi. Dù là quá khứ đã có những lúc bị loại ở vòng bảng, nhưng chỉ trong 2 năm trở lại đây thì tuyển Việt Nam đã khẳng định được tên tuổi của mình trong các giải đấu như là vô địch AFF Cup năm 2018, tứ kết ASEAN Cup năm 2019. Tuy vậy thì nhìn về lịch sử SEA Games những mùa trước đây thì thực sự đội tuyển Việt Nam chẳng có gì để đáng tự hào. Năm 1991, SEA Games 16, thành tích là vòng bảng. Năm 1993, Việt Nam đã tham dự SEA Games 17 và thành tích là vòng bảng. Cho đến năm 1995, tham dự SEA Games 18 và thành tích là huy chương bạc. Năm 1996, Tiger Cup đã giành được huy chương đồng. Và cho đến năm 1997, khi mà tham dự SEA Games 19, thì chúng ta cũng đã giành được huy chương đồng. Bóng đá Việt Nam đã tiếp tục khẳng định là một thế lực khu vực, dù là để thua trận đầu với tỷ số là 0-1 trước Malaysia, đội tuyển hòa Indonesia và thắng Lào, Philippines để giành vé vào bán kết. Thua Thái Lan ở vòng bán kết, Việt Nam đã giành huy chương đồng khi mà thắng Singapore, bàn thắng duy nhất của Nguyên Chương. Vào năm 1998, Tiger Cup, thành tích là huy chương bạc. Giải đấu được tổ chức ngay tại Việt Nam, huấn luyện viên người Áo là Riel đã cùng với đội tuyển thắng tưng bừng trận khai mạc với tuyển Lào bằng tỷ số là 4-1. Tiếp đó là trận hòa không bàn thắng với Singapore. Ở trận đấu cuối thì chỉ thắng Malaysia với tỷ số tối thiểu là 1-0, tuyển Việt Nam đã chịu thua Singapore ở chỉ số phụ, xếp nhì bảng và buộc phải gặp Thái Lan, đội nhất bảng B. Bất ngờ đã xảy ra ở bán kết khi mà tuyển Việt Nam đã vượt qua Thái Lan với tỷ số đậm là 3-0, lọt vào chung kết gặp Singapore. Khi mà tất cả người hâm mộ đều ngất ngây men say chiến thắng, thì trong trận đấu tại sân Hàng Đẫy, tuyển Việt Nam đã đẩy tuột cắp vàng khi mà trung vệ Sajimura của Singapore đã dùng lưng khi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 71. Năm 1999, tham dự SEA Games 20 và giành được huy chương bạc. Lần đầu tiên Việt Nam hòa Thái Lan với tỷ số là 0-0 ở vòng bảng. Với vị trí nhì bảng A, Việt Nam đã đánh bại Indonesia với tỷ số 1-0 ở bán kết.
Gặp lại Thái Lan ở chung kết thì Việt Nam chỉ giành huy chương bạc khi mà để thua với tỷ số 0-2. Năm 2000, Tiger Cup, thành tích là bán kết. Tuyển Việt Nam vẫn do ông Riel làm huấn luyện viên trưởng, nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Singapore, Campuchia và Lào. Dẫn đầu bảng đấu này thì với 10 điểm, hòa Malaysia với tỷ số 0-0, thắng Campuchia với tỷ số là 6-0, thắng Singapore với tỷ số 1-0 và thắng Lào với tỷ số là 5-0. Tuyển Việt Nam đã gặp Indonesia ở bán kết và thua với tỷ số là 2-3 sau 120 phút thi đấu. Trong trận tranh huy chương đồng, tuyển Việt Nam đã tiếp tục để thua Malaysia với tỷ số là 0-3. Sau thất bại này thì huấn luyện viên Riel đã chia tay tuyển Việt Nam. Vào năm 2001, khi mà Việt Nam tham dự SEA Games 21 đã đạt thành tích ở vòng bảng. Bóng đá Việt Nam đã có một thời gian sa sút với huấn luyện viên Shivadido. Việt Nam chỉ xếp thứ 3 ở bảng A, thua Indonesia, Malaysia và chỉ thắng Brunei với tỷ số 5-1 và đành lỡ hẹn ở vòng bán kết. Cho đến năm 2002, khi mà tham dự Tiger Cup thì thành tích mà chúng ta đạt được là huy chương đồng. Tại giải đấu này thì tuyển Việt Nam được ít hy vọng nhất bởi nhiều ngôi sao đã giải nghệ, tiêu biểu là Hồng Sơn. Bất ngờ thì dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Calixto, tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng B với 10 điểm. Thắng Campuchia với tỷ số 9-2, thắng Philippines 4-1, hòa Indonesia 2-2, thắng Myanmar 4-2. Tại bán kết thì tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan với tỷ số là 2-4. Thầy trò Calixto đem về chiếc huy chương đồng thứ 2 sau khi mà thắng Malaysia với tỷ số là 2-1. Năm 2003, SEA Games 22, thành tích đạt được là huy chương bạc. Trong kỳ SEA Games được tổ chức chính tại Việt Nam, đội tuyển đã rơi vào bảng tử thần. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ như là Văn Quyến, Công Vinh, Thanh Bình, Quốc Vượng và Tài E đã cầm hòa được Thái Lan, vượt qua Indonesia để vào bán kết. Ở vòng bán kết thì Việt Nam đã tiếp tục thắng Malaysia với tỷ số là 4-3 bằng bàn thắng phút thứ 90 của Thanh Bình. Gặp Thái Lan ở chung kết, tuyển Việt Nam không phá nổi rớt về nhì, để thua với tỷ số là 1-2. Đến năm 2004, Tiger Cup thì chúng ta cũng chỉ đạt thành tích ở vòng bảng. Tuy là đồng chủ nhà cùng với Malaysia, nhưng đây lại là một trong những kỳ Tiger Cup tệ hại của tuyển Việt Nam. Được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Brazil Tavares, đội đã không lọt vào bán kết khi mà chỉ được 7 điểm, xếp thứ 3 bảng A. Hòa Singapore 1-1, thắng Campuchia 9-1, thua Indonesia 0-3 và thắng Lào với tỷ số là 3-0. Đây là lần cuối cùng mà giải vô địch Đông Nam Á mang tên là Tiger Cup. Năm 2005, SEA Games 23, thành tích là huy chương bạc. Thế hệ vàng 2 nhất bảng B đầy thuyết phục, rồi là thắng liên tiếp Malaysia với tỷ số 2-1 ở bán kết. Lần thứ 8 gặp Thái Lan trong một trận chung kết, Việt Nam vẫn lại về nhì với tỷ số đậm là 0-3. Đây cũng là giải đấu tai tiếng với vụ bán độ của các cầu thủ Quốc Vượng, Văn Quyến, Hải Lâm, Bật Hiếu, Văn Trương, Phước Vĩnh và Quốc Anh. Năm 2007, tại giải AFF Cup thì chúng ta đã đạt thành tích đồng giải 3. Tuyển Việt Nam đã giành ngôi nhì bảng B với 5 điểm, hòa Singapore 0-0, hòa Indonesia 1-1, thắng Lào 9-0. Sau đó thì chúng ta đã gặp đội nhất bảng A Thái Lan ở bán kết. Tuyển Việt Nam đã thua với tổng tỷ số là 0-2 sau 2 lượt trận và nhận đồng giải 3. Năm 2007, SEA Games 24, thành tích là bán kết. Nhất bảng B sau 2 trận thắng và 1 trận thua, Việt Nam bất ngờ gây thất vọng về việc để thua Myanmar ở bán kết sau loạt đá luân lưu, rồi trắng tay rời SEA Games sau khi mà thua Singapore với tỷ số 0-5 ở trận tranh huy chương đồng. Và mãi cho đến năm 2008, khi mà chúng ta tham dự AFF Cup thì mới đạt được thành tích vô địch, lần đầu tiên trong 20 năm trong lịch sử bóng đá của Việt Nam. Tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Calixto, nằm ở bảng B cùng với chủ nhà Thái Lan, Malaysia và Lào. Kết thúc vòng bảng thì Việt Nam đã đạt được 6 điểm, đứng nhì bảng B và giành quyền đi vào bán kết gặp Singapore. Ở trận bán kết lượt đi ở sân Mỹ Đình thì tuyển Việt Nam đã hòa Singapore với tỷ số 0-0 đầy tiếc nuối. Sau đó thì ở trận lượt về, dù là phải thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ của Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số là 1-0, bước vào chung kết với Thái Lan. Trận chung kết lượt đi trên đất Thái Lan, đội Việt Nam bất ngờ thắng đối thủ mạnh với tỷ số là 2-1. Với lợi thế này thì người hâm mộ đã tràn đầy hy vọng tuyển Việt Nam sẽ làm nên chuyện. Trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình, Thái Lan vẫn dẫn Việt Nam 1-0 cho đến tận phút cuối bù giờ,
Công Vinh đã có khoảnh khắc lóe sáng với bàn thắng gỡ hòa với tỷ số 1-1, quý như vàng. Việt Nam lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á. Sau đó thì cho đến năm 2009, khi mà chúng ta một lần nữa tham dự SEA Games 25 thì lại chỉ giành được huy chương bạc. Thắng như trẻ tre ở vòng bảng rồi bán kết, Việt Nam đã vào chung kết lại gặp Malaysia, đối thủ từng thua họ với tỷ số là 1-3 ở vòng đấu bảng. Ra sân với đội hình mạnh nhất được chỉ đạo bởi phù thủy Calixto và hừng hực khí thế sau khi đã lần đầu vô địch Đông Nam Á năm 2008. Đội tuyển Việt Nam đã bị đối thủ Malaysia làm cho bất ngờ. Đội bạn hoàn toàn lột xác, thể hiện một lối chơi lấn lướt với thể lực vượt trội, không ngại va chạm. Một lần nữa thì Việt Nam lại về nhì với thất bại với tỷ số là 0-1. Năm 2010, AFF Cup, thành tích làm bán kết. Việt Nam là đồng chủ nhà cùng với Indonesia, Thái Lan, gây sốc khi mà bị loại ở vòng bảng. Việt Nam tuy dẫn đầu bảng B nhưng đã để thua Malaysia với tỷ số 0-2 ở bán kết. Đội này sau đó đã đánh bại Indonesia với tổng tỷ số là 4-2 để lên ngôi vô địch. Năm 2011 thì SEA Games 26, chúng ta đã đạt thành tích bán kết. SEA Games 26 với đoàn thể thao Việt Nam thành công ngoài mong đợi, nhưng với bóng đá, đây là một giải buồn. Đội tuyển U23 Việt Nam cùng với huấn luyện viên Farko Wek đã trắng tay rời khỏi. Sau khi mà bị U23 Myanmar đánh bại với tỷ số là 4-1 trong trận tranh huy chương đồng, trận đấu bị gọi là thua bảng nhược. Tại giải này thì vấn đề tâm lý và nhiệt huyết thi đấu cũng đã được đặt ra. Đến năm 2012, tại giải AFF Cup thì thành tích của chúng ta vẫn chỉ nằm ở vòng bảng. Đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên nội Phan Thanh Hùng đã bước vào giải đấu và hứa hẹn sẽ tới trận chung kết. Tuy nhiên thì đội đã nhanh chóng bị loại từ vòng bảng với thành tích nghèo nàn. Hòa Myanmar với tỷ số 1-1 và thua Philippines lẫn Thái Lan. Ngoài kết quả thì đội tuyển bị cho là thi đấu với tinh thần bạc nhược và có những dấu hiệu mâu thuẫn nội bộ. Như vậy là các bạn đã thấy, trong 20 năm thì chúng ta chỉ vô địch có một lần duy nhất. Dù là trong quá khứ, hiếm khi được chạm đỉnh vinh quang, nhưng hiện tại thì ngôi vô địch AFF Cup năm 2018 đã tạo chuyển biến lớn cho toàn bộ nền bóng đá ở chỗ. Từ nay chúng ta tin rằng chúng ta có thể thành công ở mọi đấu trường mà chúng ta tham dự. Đấy là thay đổi lớn về mặt tâm lý, về mặt tâm thế của đội bóng nội, của chính các cầu thủ Việt Nam. Nhờ vào bàn tay phép thuật kỳ diệu của huấn luyện viên Park Hang-seo, chúng ta tin rằng Việt Nam sẽ sớm tỏa sáng tại SEA Games năm 2019. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe những thông tin mới nhất về tình hình bóng đá Việt Nam năm 2019. Để có thể theo dõi những thông tin tiếp theo, mời các bạn nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Người Nổi Tiếng các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!